Này mà không biết được nữa nhá, mày ăn hai cái búa. Trứng chọi đá. Nó chuẩn luôn. Độ ơi à, độ mi si. Bái độ. Bái độ này. Bái. Bốn chữ à? C à? Bốn chữ thôi. Xin độ. Xin độ này. Trời ơi. Độ C là nhiệt độ này. Đúng rồi. Độ mi si. Cái này là đang đang làm gì? Đang quỳ, đang lạy. Đang đặt quỳ đúng không? Đúng rồi, đang quỳ, có đang đứng đâu. Độ C à? Bàn nữa. Bàn nữa thì đi xuống. Phân tích cái bàn. Lại cụ. What the hell? Cụ này. Đây là độ ta không độ nàng. Thôi ông ỉ mẹ á mồm đi. Đây là đang lễ, gọi là lễ độ. Đây là ghi là bái độ. Rồi. Thư làm cái này. Anh viết thư. Đọc phải. Thư này. Phong thư phong thấp đấy. Đây là phong bì này. Phong thư. Rồi, nghĩ là rồi. Thư ký chuẩn luôn. Nào, cái đội đằng sau thắng mà. Sống tiền. Đồng hồ. Đồng hồ. Đồng hồ. Gì đấy? Sang này. Hát này. Phân tích thì hay. Nha sĩ. Đúng rồi. Đây cái này thì khác màu này. Chỉ khác màu thôi. Anh đi rồi, bỏ đập đi mà. Ấy ôi. Biết phụ. Thôi ông ỉ mẹ á mồm đi. Nghe em đoán là anh vẫn đang nghe. Anh khóc, em khóc. Của ai? Cho gợi ý đi. Đúng rồi, ngôi nhà khác nhau đấy. Ngôi nhà khác nhau à? Chung rồi, cho gợi ý. Một nhà màu vàng, một nhà màu đỏ. Đi như đỏ khắc vàng còn gì nữa. Đúng rồi. Đây này. Nghe em phân tích cái này. Đây này, đấy. Đây là hai ngôi biệt thự đúng không? Đúng rồi. Đúng khác nữa gọi là khắc nghiệt. Đây. Damn. Đây gọi là IQ. Quang Lâm Trường này. Trường lái. lại phân tích cho người khác rồi. Chịu. Anh chịu à? Thôi anh. Rõ. Vẫn là quan điểm đấy. Vẫn là sủa. Tướng quân. Tướng quân. Đây Quang Văn Trường à. Chú à. Đúng rồi. Mình rất đúng. Thì rất hay. Mà câu trả lời thì sai toẹt. Gọi là cái gì? Đúng rồi. Biến hình. Biến tướng. Tá cây. Tá cây. Đây là con cáo. Biết. Cáo. Giới thiệu cho 50% rồi đây, đây là con cáo. Cáo này. Cáo lông. What the hell. Thôi sao. Cáo gì? Cáo chắc
cáo đó ở đâu? Báo cáo là sao được cáo? Báo cáo. Báo cáo mày thế đập chúng. Cáo. Cáo tư. Cáo tư. Tại sao cứ phải đưa cáo lên đầu làm gì? Đây có ba con cáo không mày? Bốn con rồi. À ba con à? Nó đang cười đúng không? Cáo cười. Cáo cười. Hết rồi anh ạ. Đây là toàn cảnh của gia đình nhà cáo, gọi là cảnh cáo. Cảnh cáo. Thôi rồi. Bản đồ. Bản đồ này. Nghĩ đâu này. Đây là cái gì? Phân tích này đúng không? Cái này là em thông biết. Minh thông minh lắm cơ mà, phân tích hay lắm cơ mà. Italia. Đúng rồi. Đúng Italia rồi. Lạc đà. Vãi cả đái. Italia là Ý này. Đúng rồi. Nó đập đi. Vừa anh đập đi cho nhanh. Hết rồi, hết rồi. Đập đi cho nhanh. Hết rồi mà. Được. Anh kia anh ấy đứng núi đây. Italia, bên này là bên trái. Trái. Cái gì đấy? Đây là cái gì? Quy đi. Tấu nào? Tấu chịu. Tấu chịu thì hỏi đi. Nào dòng tập hợp nào. 15cm. 15cm dài thế. Không biết. Đây này. Ê, số đo. Ê, chuẩn. Đúng rồi. Phật thể lúc nào cũng đi phân tích cho người khác rồi. Phép trừ. Anh nhạc không biết. Giới thiệu mọi người đây là anh nhạc. Đi. Lại phân tích này. Sao có phải làm nó phức tạp thế nhỉ? Lấu chữ ở giữa này. Vâng. Mũi tên này. Đúng rồi. Thì làm lấu chữ ở giữa. Hiểu kiểu gì? Đơn giản. Là tiếp tục phân tích này. Lấu chữ giống dấu gạch này. Mũi tên này gọi là gạch tên. Lấu chữ dấu gạch phân tích chuẩn thì ông phân tích hay. Giữa. Sẵn chết chết là cứ phải giữa. Liên quan gì giữa? Màu xanh. Trong đây là dấu trừ là dấu âm này. Còn cái này là thanh ngang này. Cái này mà không biết. Đi dán. Cường người ta đấy. Cắt dán. Ấy, cắt dán. Không phải à. Phải đủ chữ đấy chứ. Sợ quá, sợ quá. Phân tích này. Nội gián thì không phải rồi này. Bài phân tích này. Nội gián thì không phải này. Mà còn gián mà bị chia ra này. Ấy, gọi là chia gì nhỉ? Chia. Đây em biết rồi. Đây là gián đoạn. Đúng rồi. Thôi, xuất sắc mẹ luôn. Để ý trong khung hình này. Ngoại uống thuốc đi hắt xì. Ốm ạ. Chữ được 3 từ. Đây có ngôi nhà này. Có ngoại này, nhà ngoại. Sao mày ngu thế hả? Trời ơi. Đang đi làm cho người khác rồi. Ngoại giao. Đang đi làm cho người khác rồi. Nhà máy nhà. Từ từ, chưa đang phân tích mà. Phân tích tiếp. Chiều máy nhà với chiều lưng này. Đằng nào đòi. Đấy. Đấy. Máy nhà. Đánh luôn. Tứ đang phân tích. Máy nhà. Có bà cụ này, đúng không? Chỉ vào hai mũi tên đấy, chỉ vào đấy. Thôi đi xuống còn gì nữa. Trời ơi. Nhà ngoài cả 10kg. 3 con chim ạ. 10kg có thể là yến này. Chim yến. Không phải hả? Chữ, số chữ. Chim tạ. Chim tạ. Gà đánh đi anh. Gà đánh đi anh. Nhìn
10 kg. Yến này. Yến được 3 chữ rồi đúng không? 2 chữ à. Còn còn. Chữ là chữ gì? Thôi đấy thì tổ yến. Đúng luôn, chính xác. Nào. Đây cái này mới gọi là dùng IQ này. Đầu gấu. Gấu. Cái này là có câu rồi này. Nhưng mà với cái con này nó ý nghĩa như nào nhỉ? Có câu phải có cung như đúng không? Có cung phải có búa như đúng không? Câu có bông. Sao mày ngu thế hả? Cây cầu. Đúng rồi. Có 3 con quỷ. Đúng rồi, chắc chỉ là quỷ. Hả? Không phải à? Thôi, cầu quỷ. Không phải quỷ cầu. Thở dài. Đây là cầu. Ba cầu. Rút vào. Đây là 3 con yêu tinh. Đi trên cái cầu thì gọi là cái gì? Tinh cầu. Tinh cầu. Đàn với sáo à? Đàn hát. Đàn thì hát. Thì có sáo nữa. Em biết rồi. Em biết rồi. Em biết. Cái này cũng thanh nhạc là rõ lắm này. Đàn, sáo. Làm một bài anh. Nhạc. Ơ đập đi. Làm một bài rồi. Đấy gọi là đàn ca sáo nhị. Chuẩn.